ngay khi chúng ta được sinh ra, thậm chí có thể trước đó, đường ruột của con người đã được sinh sống với các vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, nấm và virus. Trẻ sơ sinh nhặt vi khuẩn khi chúng đi qua ống sinh và khi chúng bú sữa mẹ. Con người tiếp tục thu nhận các vi sinh vật cộng sinh từ môi trường, thức ăn hoặc thậm chí vật nuôi của họ. Các nhà khoa học đã lưu ý rằng trong khi rất nhiều nghiên cứu về hệ vi sinh vật đường ruột tập trung vào vi khuẩn, các nhà khoa học đã lưu ý rằng không nên bỏ qua virus trong đường ruột. Nghiên cứu mới đã gợi ý rằng sự hiện diện của một số loại virus đường ruột trong cái gọi là virome ruột có thể cảnh báo sự khởi phát của một căn bệnh nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Các phát hiện đã được báo cáo trên tạp chí Nature Microbiology. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng một dạng hoặc dấu hiệu của virus đường ruột có liên quan đến bệnh viêm ruột hoại tử, NET. Có thể gây ra nhiều triệu chứng bao gồm ăn kém hoặc không dung nạp, sưng bụng hoặc hôn mê. Có thể phải phẫu thuật để giúp bệnh nhân, và căn bệnh này có thể gây tử vong, sinh non. Trong đó trẻ sơ sinh được sinh ra trước 32 tuần tuổi thai đang gia tăng ở Mỹ, mặc dù lý do của điều đó là không rõ ràng. Trẻ sinh non có thể khỏe mạnh, nhưng nhiều trẻ cũng có nguy cơ mắc nhiều chứng rối loạn khác nhau bao gồm chậm phát triển, bại não và các vấn đề về thị giác hoặc thính giác. NET là nguyên nhân phổ biến nhất gây cấp cứu đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh và trẻ sinh non có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nhiều. Khoảng 90% những người bị ảnh hưởng bởi NET là trẻ sinh non. Các phương pháp điều trị cải thiện cho căn bệnh này là rất cần thiết và chúng có thể được phát triển nếu chúng ta hiểu rõ hơn về nguyên nhân. Những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột đã được nghi ngờ, nhưng không thể xác định được thủ phạm vi khuẩn. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã đánh giá các mẫu phân của 23 trẻ sinh non mỗi tuần trong vài tháng đầu đời của chúng. 9 trong số trẻ sơ sinh có NET, trong khi những trẻ khác có độ tuổi và cân nặng tương tự nhưng không có NET. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các công cụ đo lường để giải trình tự tất cả các vật chất di truyền trong các mẫu, so sánh nó với các trình tự đã biết và xác định tất cả các vi khuẩn trong phân. Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ sơ sinh mắc bệnh NET có mức độ đa dạng virus thấp hơn trong hệ vi sinh vật đường ruột của chúng. Sự đa dạng này giảm đáng kể 10 ngày trước khi bắt đầu nhiễm trùng, cho thấy rằng các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng dấu hiệu của hệ vi sinh vật như một dấu hiệu sinh học cho sự khởi phát của NET. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh cách hệ vi sinh vật đường ruột có thể được sử dụng để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tật. Nếu chúng ta tìm hiểu thêm về thành phần của một hệ vi sinh vật khỏe mạnh và cách thay đổi chúng khi cần thiết. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!